gian gần đây, thông tin về việc Hoa hậu Thủy Tiên bị kiện, về việc vay tiền nhưng không trả với một cá nhân khác đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo thông tin mới nhất, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Túc Thủy Tiên. Cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày mùng 3 tháng 11, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Túc Thủy Tiên. Cụ thể, theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi tháng giải. Thời điểm này, chồng bà Trang vừa bán ô tô, nên bà Trang đã trực tiếp giao tiền mặt cho bà Tiên. Khi cho Thùy Tiên vay tiền, bà Trang đã nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay, còn Trang là người làm chứng. Lúc này Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký, ghi rõ nhận đủ tiền. Tuy nhiên sau khi giành vương miện, Thủy Tiên quỳ tiền. Đến tháng 4 năm 2019, Thủy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây Thủy Tiên đã xé giấy vay nợ. Sau đó Hoa hậu Thủy Tiên tố cáo bà Trang ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra bà Trang cho rằng, việc Thủy Tiên đưa ra các thông tin bịa đặt trên báo, cố tình tố xác hành vi, mà bà không thực hiện là nhằm trốn tranh nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Đặng Thùy Trang vừa sinh con, do đó các thông tin của Thùy Tiên đưa ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bà, gây ra thiệt hại cho bà về thù lao, các khoản bồi thường khi phải chấm dứt các hợp đồng với đối tác. Do đó bà Trang yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng, bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường. Đồng thời bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo. Nói về vụ việc này, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trương Anh Tú, TAT Law Firm, đại diện pháp lý cho hậu Thủy Tiên cho biết, Thủy Tiên chưa nhận được thông báo từ tòa án. Theo luật sư Thảo, về tố tụng bà Đặng Thủy Trang không có quyền khởi kiện Thủy Tiên, vì bên cho vay trong giấy xác nhận nợ là ông Nguyễn Quan Trọng, bà Trang có tham gia ký với tư cách là người làm chứng. Trên thực tế, bà Tiên không nhận tiền vay từ bà Trang hay ông Trọng. Điều này cho thấy bà Trang không có bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến Thủy Tiên. Do đó, bà Trang không có quyền khởi kiện yêu cầu Thủy Tiên trả tiền, theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Do đó, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, căn cứ điểm A khoản 1, điều 192, điểm G khoản 1, điều 217, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện cho bà Trang. Được biết, Hoa hậu Thủy Tiên vừa mới kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của mình, nhưng lại rơi vào những rắc rối lùm xùm này liệu tòa án sẽ xử lý ra sao hoa hậu thủy tiên sẽ có những động thái gì tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về vụ việc